tạm ứng chứ không bao giờ ổng lên hỏi tiếng Việt rồi tôi tạm ứng rồi đưa 50 triệu rồi chở qua bển thiêu thiêu sáng rồi tôi qua tôi lấy cốt gì. Ổng cũng chớ hề, ổng hỏi tiếng nói nào ha, ổng vô ổng đốt cho con trong cây nhang hay gì, ổng không nói gì chứ, ổng cứ ổng nói thế nào. Tại miếng tường bển không chứ không phải tại ổng. Dạ, con chào cô. À, chú chào con nha, cô Huy. Dạ. À, hồi tối con với nội có đi lượm dây chai nữa không? Có. Dạ có nha con, nói chuyện với dạ có. Dạ có, đừng có. Dạ. Chú mà ảnh của tất cả mọi người là mẹ của em Hoàng. Và đây là đứa con của em Hoàng đây mọi người. Con nè, cho chú hỏi nè. Là bữa con có muốn đi học không? Tại vì có một có mấy cô á, mấy cô chú á đang hỏi là con có muốn đi học không, để cô chú giúp đỡ cho con đi học. Con trả lời cô chú đây nè, con có muốn hay không? Muốn. Muốn đàng hoàng. Dạ con muốn, chứ không có nói muốn. Ừ, nói vậy đó. Nói mình nhỏ, con còn nhỏ là phải nói dạ thưa nha. À. Rồi sáng giờ con ăn cơm nước gì chưa? Ăn được cơm rồi ha. Rồi cô, sáng giờ cô ăn cơm nước gì chưa cô? Ăn rồi. Dạ. Sáng phải uống thuốc thì ăn cơm vô. Dạ. Đó thì con xuống đây thì cũng có mấy chị với mấy chú nữa, cô chú anh chị á, cũng nhờ con là kêu hỏi con bé thử coi thử cháu còn muốn học không để có thể người ta giúp đỡ á. Dạ. Rồi không ra con có thấy cha về không? Con nhớ cha không? Nói nhỏ mỏ không chả. Rồi mấy bữa nay chủ trọ có vô không cô? Không, không vô. Không vô. Ở đây hồi hôm ha, hồi hạ, hồi tối ha nào. Mà cãi lộn với ổng, cãi với ổng tại tượng đó lấy đồ cũng nói thôi, gọi chúng ta làm gì làm đi, ông đừng nói không làm, lại nói vậy thôi. Ai cãi cô? Cái ông chủ đạo đó, ông lại nói mà ông cãi trong này tại tượng bên kia. Nói thôi nín đi, đừng cãi cho ổng nói gì cũng nói đi, mình không nghe tới, không biết tới đi. Rồi ông bỏ ông đi về. Chứ ông có vô nhà này đâu, nói gì phải quái gì với thằng này. Từ ngày mà em mắc tới giờ là không có bước vô luôn. Ngồi lại đàng hoàng không? Ông đi qua đây hoài nha, chỗ ông hoài nè, không có vô đâu. Vô nấu cho. Ông đốt gì cho cây nhang, nấu gì cho phải cho nghe mình mắc lòng. Thấy con mình chết mình đau cổ rồi, ông nấu gì cho anh thôi, không tin không nói gì, không nói hết trời rồi. Rồi cô nghĩ sao? Bây giờ nếu mà thật sự mà chú chủ trọ ổng im luôn rồi cô nghĩ như thế nào? Im luôn rồi tôi nói thiệt phải làm đơn cho tôi chứ không phải con tôi như con trâu chó mà chết để ổng tại ổng đào mới chết chứ chi mà miếng tường nó đương xong mà nó ngã con tôi chết tôi không buồn không nó xui nó tới số con này ổng đào nó mới chết chứ phải ổng không đào nó không chết. Bữa đó ông nấu không còn nấu những đồ chỉ cho ông này ra tò được thưa tôi không biết thưa ai tôi làm giờ tôi dân giả tôi không biết thưa ai tôi không biết làm gì ai tôi ai làm gì làm để tôi để tôi nhà nước giải quyết đi. Mình thấy mình nấu vậy cái ổng nói là mình không biết gì rồi thôi mình bỏ qua ổng bỏ qua với tôi không được đâu thiệt tại tôi không nói con tôi chết rồi tôi buồn tôi đầu rồi mà ổng nói cái nọ chị ổng nói trời ơi phải tôi biết vậy tôi không đưa 50 triệu đó cho ai nói gì ông chủ nhà trọ đó ổng đào đó đó ổng nói vậy luôn hả cô? Ổng nói phải tôi biết vậy thấy nghèo tôi cho chứ thôi tôi không cho cũng không ai làm tôi trời ổng nói chứ nói bởi vậy tôi gặp ổng rồi tôi tránh tôi thấy ổng qua là tôi đi vô nhà tôi không có ngồi ngoài đâu tôi không ngồi đỡ tôi ngồi ngay cửa thấy ông vô rồi tôi bỏ tôi vô nhà cô cũng không nói ra tiếng nào hả cô? Không nói trời ông nói gì cũng nói đi nói trong bụng nói trời tôi con tôi ổng làm như con chó gì chết cái rồi thôi như ông đưa 50 triệu bây giờ ông nói ông biết vậy ông thấy nghèo ông đưa chứ không phải ông đưa ổng không đưa nữa rồi mà nói những lời đó luôn à rồi nói với cô hồi nào
nó đây nè, lại đây nè, cắm chổi nó với tôi với nhỏ gái thứ ba tôi, rồi cái nhỏ gái thứ ba tôi mới nói bây giờ con nói với chú như vậy, như hoàn cảnh của con làm mà con của chú mà chơi lỡ chết vậy chú có buồn không? Ổng trả lời không được, con bỏ con đi về. Chú mà lỡ con, gia đình con mà đào đất mà con chú lỡ chết vậy chú có buồn không? Yeah. Chú có khổ không? Ông trả lời không được, cái ông bỏ đi về. Yeah. Ông nói cho em đi về. Cái ông về lại người kia, ông học người kia cái rồi sao ông trả lời, ta hỏi vậy gia đình ta chết cháu, ta hỏi ông sao ông trả lời đi. Ông về đây ông nói làm chi? Ông nói ông làm như người gì đằng này, tôi nói tôi không biết gì hết, tôi để nhà nước giải quyết. Ông làm như là ông giỏi lắm, ông kêu tôi là ông này làm đơn được đi ra tòa rồi ông chỉ cho thôi, để nhà nước giải quyết đi, chừng nào dùng nhà nước không giải quyết tôi mới tính, cái giờ tôi không giải quyết đơn từ gì hết thì ông thôi làm tin nó nói nữa. Người ta mắc con mà còn nói là biết gì là không thấy thấy hoàn cảnh hả? Rồi thấy hoàn cảnh nghèo cho 50 triệu cái nhớ là sao lẽ là muốn không cho anh. Muốn không cho luôn. Sao mà nói lúc nào nói câu thất đức gì? Bởi vì ông nói vậy tôi nói tôi buồn lắm, tôi nói bởi vì thấy mặt ổng mà trong ngoài ngoại ông đi vô là tôi bỏ tôi đi vô nhà. Không có một cái sự an ủi. Ông không có an ủi gì mình chứ, ông còn nói ngang tàn, ông nói nhưng không có gì hết trơn. Tự ra nãy giờ mà con mình chết mình ra mình tự lộn với ổng. Yeah. Ta ngang ổng thôi bỏ đi không nói chứ, không làm những nói gì cũng nói đã không nghĩ. Bởi vì ông đi nói tao mới về lại đó tôi không nói gì chứ. Chỉ tôi bữa tôi hỏi ổng câu là con tôi làm như tôi đào vậy mà con anh chết anh có buồn không vậy thôi. Ông bà nói với tôi được có nhiêu đó chứ từ đó tới giờ bà không nói chuyện với tôi. Tôi nói bị anh nói chuyện đàng hoàng quá tôi không nói chuyện. Nói cái câu đó là không bởi vậy tốt, nó ngang quá, nó ngang, ông ngang dữ lắm. Bởi vì ông nói gì với ông này tôi nói thôi ông đừng nói gì với ông, cho để ông nói đã, ông nói nên, ông nói đã, ông nín đi. Chú thì cũng không nói gì luôn á? Không cô. có một bữa đó ông giận qua mà đập cái tường này nè, đập bể xuống đó mà đập khiên lên, ông uống rượu vô ba cái, ông nhớ là con ông rượu má tao ra mà tao chém chết mẹ nó cũng được, nó không biết điều, nó không qua đốt nhang đốt gì cho con ra hết trơn, nó không nói chừng, nó còn nói tại con tao tới số tới phần rồi chứ không phải gì mà nó đào con tao chết mà nó nói vậy đó. Nó nói là thôi ông ơi đừng nói gì chơn, chém giết gì người ta có tiền mình không có tiền thôi bỏ qua đi, trời năn nỉ ông biết bao nhiêu, tôi nói thôi giờ ông đừng nói gì chơn kệ đi, mình bỏ ơi mình như mình không biết không gì tới đây để nói công tự lộn ông nữa. Và ông nói ổng còn nói, nó thấy ổng uống rượu rồi ổng chữ ổng làm thinh, ổng không nói chứ không có rượu, không ổng không có nhịn đâu. Dạ, cái ngày mà xảy ra cái sự việc đau lòng đó thì bên chủ nhà trọ đó thì giải quyết như thế nào ấy cô? Không gì ha, cũng như là bữa đó ổng cũng không có lên tới nhà xác cả nữa, ổng sai vợ ổng lên mà đều không có chịu nói vợ. Nó là cho mượn người ta mượn chuyển cái số tiền đó lên chảnh tạm ứng chảnh đang cho chôn cái thay này thôi à. Tạm ứng thôi sao phủ vàng dữ vậy? Tạm ứng chứ không bao giờ ổng lên hỏi tiếng Việt, rồi tôi tạm ứng rồi đưa 50 triệu rồi chở qua bánh thiêu thiêu sáng rồi tôi qua tôi lấy cốt gì. Ổng cũng chớ hề ổng hỏi tiếng nói nào ha, ổng vô ổng đốt cho con trong cây nhang hay gì, ổng không nói gì chứ, ổng cứ ổng nói cái nào tại miếng tường bển xong chứ không phải tại ổng. Dạ. Tôi nói giờ tại ai, tại để giờ nước giải quyết chứ giờ tôi không cãi lộn với ông. Tại ông đào chứ phải chi mà miếng tường đó đừng có đào á mà sụp xuống á thì con tôi chết thì nói là nó tới số. Con này ông đào đàng hoàng, ông đào mới sâu xuống của người ta, chân của người ta tới đầu mình vậy nè. À, bên đây mình thấp mà đào qua chân của người ta cho sụp. Mà đào từ 11 giờ trưa mà đào tới 6 giờ mấy tối đó mới gọi đó. Là lúc là ổng qua bên đây, ổng qua ổng coi hen là đâu khoảng 8 giờ mấy, gần 9 giờ ổng qua đây ổng coi, ổng nói vậy trời làm vậy là được rồi đó. À, mà ý muốn ổng kêu hai kia làm là ổng chịu rồi đó. Ổng còn qua ổng coi ổng mới về đó. Rồi qua lúc đào á rồi. Hôm qua lúc đó là cũng 8 giờ mấy rồi. Rồi đang đào á rồi. Không, đào rồi về nó về là 6 giờ mấy hà. Ổng qua ổng coi nó đào như lời ổng dặn không. Yeah.
Rồi ông qua ông coi cái ông nói y ổng dặn đó cái đào vậy là được trúng rồi, y cái lời nói ông dặn nó là được rồi, vậy là tốt lắm rồi. Ông qua ông coi ông đi về đó, về tới 10 giờ mấy sập đó. Cái tôi giận tôi mới nói phải ông nói vậy phải, lúc mà 9 giờ mấy ông qua ông coi nó đỉ mẹ nó sập cho nó đè cho ông chổng ông chết, ông chổng cho ông biết. Yeah. Cái lúc mà đè sập đó ông có qua coi không cô? Ông có qua, tôi mới khóc, tôi mới la lên, tôi mới ra kêu nhỏ mà sang cái giấy trọ cho ông đó. Yeah. Tôi kêu cô một kêu giùm cái ông Nam đó, ông gì đó, ông lại đây nè, ông đào giờ con tôi sập tường như vậy chết con tôi nè. Cái ông qua tới hẻm mà cái ông đi vô, cái ông nói đâu phải này tường tôi, tường của ông kia sập chứ đâu phải tường tôi mà bà đổ thừa. Tôi giận, tôi có nói, tôi nói vậy nè, tôi nói thiệt với ông, con tôi chết nãy giờ tôi xỉu lên xỉu xuống nha, tôi mà mạnh trong mình, ông nói tôi giác dao tôi chém chết mẹ ông luôn nữa, con tôi chết tôi nóng ruột mà nói ông nói ông đổ thừa chút người này chút người kia, mà ông chính là ông đào, ông kêu ta đào cái miếng tường đó mới gơ chết con tôi. Nói vậy cái ổng mới làm tin, cái công an đùng nói ông chặt ông quấy rồi ông đừng có nói gì với bả nãy giờ bả xỉu không ai dám nói bả đó. Là bên công an ta nói hả cô? Ta nói ông nói sao đàng hoàng, cái mấy ông công an mới xách đèn pin nó đi vòng hỏi đường nào ra ngoài được. Tôi nói qua bên giấy trọ bên đó một mặt đó rồi chú đi vô chú coi, nó đi ra nó coi hết trơn mấy công an nó ra nó coi vô quân rồi nó ra nó coi sạch đó. Rồi tôi nói rồi phải không? Rồi vô cái nó nói đó ông đào mới sập chết con bả nói vậy phải rồi mà ông còn đổ thừa bên kia, bởi vậy bả nói bả chém ông được, bả chém ông chết mẹ ông rồi. Vậy là chủ cái bức tường cũ có qua không? Có đó, kêu ông qua đó. Yeah. Ông qua ông mới nói là đổ thừa đồ bức tường bên đó của người ta đổ qua, trời ơi xách đi đâu nữa. Rồi bị đòn à, để hồi nha. Rồi cái ống đào đó mới sụp đó, rồi ổng mới đổ thừa ông tường binh cái tường cao á, thì ổng đào cái chân của người ta lấy rồi nó mới sụp. Rồi ổng đổ thừa của ông kia, ông kêu tôi nói ông hổng đào phải, thì ông nói con tôi tới số mà miếng tường vậy đó nó sập xuống nó đè chết, ông nói sao cũng được chân mà này ông đào rồi mới chết con tôi, ông đừng nói chân. Cái mấy người công an nói thôi mà rồi cô ơi con lại đây ngồi nghỉ đi, kệ ông nói gì ông nói, để đằng này người ta giải quyết. À, thưa cô, thì hôm nay tụi con xuống đây á, trước tiên thì cũng thăm cô, rồi cũng có một chị Mạnh Thường Quân, yeah. Thiên Kim ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho gia đình cô 1 triệu đồng, yeah. Và cũng có gửi lời nhắn, kêu con nhắn giùm với gia đình là xin chia buồn đến gia đình, yeah. Chị Thiên Kim. Dạ. Dạ. Về cũng chú nói với cổ cũng cảm ơn, cổ cũng buồn, nhiều buồn cũng dạ. Gắng bằng ngày thì gắng gượng vậy chứ còn đêm cũng khóc hết nước mắt. Dạ. Dạ, cô cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, lo cho cháu. Nhớ lại hoàn cảnh con mình nó chết vậy, đau đớn, dạ. Khóc hết nước mắt. Dạ. Cái này thì ai cũng đều xót thương hết đó cô. Ai cũng đều nói chung mà cha mẹ mà thấy tự nhiên mà thấy đang... thực tế mà con mình nó chết mình, dạ. Thấy tại hiện trường vậy đó, dạ. Đang nằm võng mà chết mà cái giò còn cái gối ôm còn chéo nằm chơi mà kiểu để cái ôm rồi chéo cái giò lại vậy nè. Dạ, à. Đây cô, đây là của chị Thiên Kim ở, dạ. Quận 12, dạ. Gửi đến cô 1 triệu đồng. Dạ, dạ. Về cũng rồi cũng nói với cô đó cho tôi cảm ơn cổ. Dạ, dạ. Thì chị, dạ. Cũng chia buồn cùng gia đình. Dạ, dạ. Thì cô cũng cố gắng lên hay cô? Dạ, dạ. Thì thông qua clip này thì con cũng mong gửi đến những cái hình ảnh của gia đình mình đến cô chú anh chị cộng đồng, yeah. Mạng trong nước cũng như ngoài nước, yeah. Nếu mà thật sự gia đình mình có duyên đến những ông bà cô chú anh chị thì tụi con sẽ là nhịp cầu nối để gửi những cái phần quà yêu thương đến, yeah. Gia đình. Con có cảm ơn cô không? Cảm ơn cô đi. Cô Thiên Kim. Cô Thiên Kim ở quận 12 thôi, đừng cô cãi cho cháu ăn cãi cô. Con gái học giỏi nha. Mới học được có lãnh được cái đó rồi về sửa sẵn học cái gì rồi cái chụp đem mà ở nhà trọ cái ông kia ông để lộn cái mà tạm gián tạm trú cái nhỏ học không được cái chụp tới dịch luôn cái nghỉ luôn. Dạ. Vậy con cũng cảm ơn cô nha cô.
cảm ơn thầy chú nha. Con cũng thay mặt cho chị Thiên Kim xin chia buồn cùng gia đình. Thì Mạnh cũng thay mặt cho cô chú cảm ơn chị Thiên Kim ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho số tiền là 1 triệu đồng để cho gia đình. Cảm ơn. Dạ, rồi tụi con xin phép cô ha. Rồi thì cái video tới đây thì Mạnh cũng xin kết thúc, hẹn cô chú anh chị những video sau. Rồi Mạnh xin chào và hẹn gặp cô chú anh chị ạ.